Con nghe đây mẹ ơi. Mới đi được một nửa chặng thôi mẹ ạ. Vâng, con biết rồi. Mẹ mà cứ dặn dò nhiều là con ở luôn trên trạm không về đâu đấy. Vâng, con tắt máy nhá. Dọa mẹ kinh nhờ. Em đau đầu quá chị ạ. Chị có chợp mắt được lúc nào không? Không. Chắc là lại mang ảnh chồng con ra ngắm chứ gì. Đây, ngắm đây. Đến cái giờ nào rồi mà chị vẫn còn hội chẩn? Này, chị ăn sâm ăn nấm gì mà làm việc cứ như robot thế? Không làm việc, biết làm gì bây giờ? Người độc thân như em nói câu đấy còn được. Chứ còn chị, một bầu trời gia đình của chị đâu. Ơ, thiêng thế, vừa mới nhắc tới xong này. Thôi nhá, nũng nịu gì thì tranh thủ mà nũng nịu đi. Em đi ngủ đây. Alo, em đây. Hả? Em đang ở đâu vậy? Anh đang ở viện, sao không thấy em? Em có lịch công tác đột xuất, phải đi dập dịch ở La Sơn. Vậy hả? Sao em không nói với anh? Em đã bảo đột xuất mà. Thế việc vừa rồi, đội anh có ai bị làm sao không? Không. Mà em định trên đó bao lâu? Em cũng chưa biết được. Để xem tình hình dịch thế nào đã. Phải tìm được nguyên nhân và phác đồ điều trị nữa. Mà anh gọi em có việc gì không? Không sao, anh tự giải quyết được. Em giữ gìn sức khỏe nha. Chuyện ở nhà. Việc ở nhà không phải lo đâu. Vậy ha, bye em. Thế nào rồi anh? Chị Thủy đi công tác đột xuất rồi. Số Nam Hải đen thế nhỉ? Đừng có nói như vậy. Các bác sĩ đều chữa trị như nhau. Người nhà vẫn hơn chứ anh. À, anh bảo chị Thủy nhờ bác sĩ giỏi trong khoa trực tiếp thực hiện được không ạ? Biết thế em đi cửa sau với nó. Giờ trách mình thì có ích gì. Thôi, về với cái Kha đi. Chuyện cưới xin quan trọng hơn. Lúc trước với cái Vân cũng vì công việc mà lỡ dở mọi chuyện rồi. Đi đi. Đi. Em đi trước. Có chuyện gì anh nhớ gọi em đấy nhá. Em đi đây ạ. Hôm nay gì nấu cái món đi ngon đi. Thưa chị, Hoàng Kim Kha nấu đấy. Cái gì? Cái Kha nấu cái gì? Vâng. Trời ơi, sắp lấy chồng một khác. Này, như Hoàng mà hôm nay chị được ăn cái món con Kha nấu á, chứ cả đời toàn quá nhà chị ăn trực có khi mua nấu cho chị bữa mốm. Ăn cho khỏe đi cháu. Dạ. Phải gì? Ý hai đứa định bao giờ cưới? Dạ, khi nào hai bác cho thì con xin thôi ạ. Bác chứ mà bác, phải gọi là ba mẹ đi cho quen. Hay là hôm nào hai vợ chồng mình thu xếp vào trong đó, nói chuyện với hai ông bà bên đấy, cho hai đứa về đây ở chung nhá. Vâng. Không, con phải ra ở riêng. Cái con này, người ta thì mong không phải đi làm dâu, muốn ở mãi với bố mẹ chẳng được, mày lại đòi đi.